xuất sắc vì đã tin tưởng lựa chọn tòa nhà Hapro là địa điểm phát triển kinh doanh. Bên xin hãy giới thiệu tới quý khách hàng muốn sổ tay tòa nhà Hapro với các thông tin quy định và hướng dẫn sử dụng các hệ thống trong tòa nhà để duy trì và đảm bảo tính chuyên nghiệp, an toàn, văn minh cho tòa nhà. Kính mong quý khách hàng và cán bộ nhân viên đến làm việc, giao dịch, mua sắm tại tòa nhà tuân thủ các nội quy và hướng dẫn của chúng tôi. Tọa lạc tại số 11B phố Cát Linh, với hai mặt tiền chính là Cát Linh và Bích Câu. Tòa nhà Hapro là một tổ hợp thương mại cao cấp, bao gồm 5 tầng đế là trung tâm thương mại, 10 tầng kế tiếp là văn phòng hạng A, 1 tầng áp mái sẽ dành cho nhà hàng và 2 tầng hầm là bãi đỗ xe hiện đại, tầng hầm B1, bãi đỗ xe ô tô, tầng hầm B2, bãi đỗ xe máy. Với tổng diện tích là 22.500m², chưa bao gồm 2 tầng hầm, tòa nhà được trang bị hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện đại, phục vụ tối đa nhu cầu mua sắm và làm việc của khách hàng. Giờ mở cửa các khu vực của tòa nhà. Trung tâm thương mại từ 8 giờ đến 22 giờ, nghỉ Tết âm lịch. Văn phòng từ 8 giờ đến 18 giờ hàng ngày, thứ bảy từ 8 giờ đến 13 giờ, nghỉ ngày chủ nhật và ngày lễ. Nếu quý khách có nhu cầu làm việc ngoài khung giờ quy định, xin vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà để được hướng dẫn. Khi đến làm việc hoặc giao dịch tại tòa nhà Hapro, xin quý khách vui lòng đeo thẻ ra vào hoặc đăng ký lấy thẻ khách tại quầy lễ tân tầng 1 của tòa nhà, xuất trình thẻ nhân viên, giấy tờ tùy thân khi được yêu cầu. Bộ phận an ninh sẽ hướng dẫn quý khách đi tới vị trí văn phòng cần thiết của tòa nhà. Bộ phận an ninh được quyền từ chối quyền đi vào tòa nhà đối với các trường hợp sau đây, bao gồm cả nhân viên và khách hàng. Không đeo thẻ theo đúng quy định. Ăn mặc không chỉnh tề. Gây ồn ào hoặc có lời nói cử chỉ thiếu văn minh, lịch sự hay có tính chất đe dọa. Có trạng thái tâm lý bất bình thường và không kiểm soát được. Say xỉn hoặc khả nghi. Mang theo vật nuôi hoặc thú vật khác. Mang theo các đồ vật gây nguy hiểm hoặc đã bị cấm trong nội quy tòa nhà. Tại khu vực tầng hầm và bãi đỗ xe của tòa nhà, xin quý khách vui lòng chú ý. Gửi xe tại khu vực đặt biển báo và sơn kẻ đánh dấu. Để đăng ký thủ tục gửi xe, xin vui lòng gặp lễ tân tòa nhà hoặc liên hệ bộ phận quản lý khách thuê. Quý khách vui lòng thực hiện các nội quy sau khi sử dụng dịch vụ giữ xe tại tầng hầm. Giữ khoảng cách an toàn giữa các xe là 3m khi đi xuống đường ram dốc, tốc độ xe không quá 5 km/h. Xuất trình thẻ gửi xe tháng nếu có. Không được sửa chữa hoặc rửa xe trong bãi. Không được hút thuốc khi vào bãi xe hoặc mang các vật dễ cháy, nổ vào bãi xe. Đỗ xe đúng nơi quy định, không được đậu ở lối đi, hành lang an toàn, cản trở các phương tiện phòng cháy, chữa cháy, các thiết bị điện hoặc cản trở việc đậu xe của các cá nhân khác. Tuân thủ tất cả các biển báo, tín hiệu, thông tin tại bãi xe và hướng dẫn của nhân viên trông giữ xe. Người điều khiển phương tiện giao thông phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về các hành vi dẫn đến hư hỏng tài sản, thương tích cho mình, cho tòa nhà và cho bên thứ ba. Hệ thống thang máy của tòa nhà bao gồm 8 thang cuốn và 2 thang kính hiện đại dành cho 5 tầng trung tâm thương mại, 4 thang máy với 18 điểm đỗ dành cho văn phòng và 1 thang máy chuyên chở hàng hóa. Quý khách lưu ý, chỉ bấm nút thang đến tầng cần thiết, tránh bấm nhầm số tầng trong thang máy. Không được tháo dỡ hay làm xô lệch hệ thống biển bảng quảng cáo trong thang máy của tòa nhà. Không được chuyên chở hàng hóa bằng thang khách. Không mang thức ăn và thực phẩm gây mùi vào thang máy. Không được vẽ, bôi bẩn hay làm xây sát gây mất mỹ quan và hư hại đến hệ thống thang máy của tòa nhà. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy bấm nút điện thoại khẩn cấp trong thang máy để được hỗ trợ từ nhân viên kỹ thuật tòa nhà. Đối với các trường hợp cần vận chuyển hàng hóa quá cân, cồng kềnh, các chất dễ gây cháy nổ, xin quý khách vui lòng liên hệ với ban quản lý của tòa nhà để được hướng dẫn. Hệ thống an ninh được duy trì 24/7, bao gồm tại các khu vực chung ở bên trong và bên ngoài tòa nhà, nhân viên an ninh sẽ giám sát và hướng dẫn cán bộ nhân viên cùng khách hàng khi hoạt động tại tòa nhà. Hệ thống camera, thu hình được lắp đặt ở các lối ra vào, trong buồng và sảnh thang máy, hành lang chung, bãi đậu xe tầng hầm và bên ngoài tòa nhà. Khi có việc cần thiết, xin quý khách vui lòng liên hệ với bộ phận an ninh hoặc ban quản lý tòa nhà để được trợ giúp. Toàn bộ các thiết bị trong tòa nhà được quản lý, bảo dưỡng và bảo trì một cách chuyên nghiệp. Vì vậy, xin quý khách vui lòng chú ý đến mọi hành động có thể gây ảnh hưởng đến hạ tầng kỹ thuật này. Tòa nhà được trang bị đầy đủ các trang thiết bị cho hệ thống phòng cháy chữa cháy,
như tủ báo cháy trung tâm, đầu báo khói, đầu báo nhiệt, nút báo cháy, hệ thống loa PA, đèn khẩn cấp, quạt tăng áp. Các thiết bị chữa cháy như bình chữa cháy xách tay, trụ cấp nước cứu hỏa. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, quý khách vui lòng tuân thủ các quy định sau. Không được dùng lửa, đốt củi, nấu ăn, thắp hương, đốt vàng mã, hút thuốc gần khu vực kho và khu vực cấm lửa. Tuân thủ quy định về sử dụng, bảo quản, vận chuyển bình ga theo hướng dẫn của nhà sản xuất và của ban quản lý. Không được móc nối trái phép mạng lưới điện, sử dụng điện cầu thả. Quản lý và nhân viên gian hàng cần kiểm tra tắt đèn, quạt, bếp điện và các vật sử dụng điện trước khi ra khỏi tòa nhà để tránh bị chập, cháy, nổ. Không sử dụng các thiết bị điện tự chế, không đảm bảo an toàn. Không để vật liệu dễ cháy, dễ nổ gần cầu trì, tủ điện, dây điện. Không sử dụng bình chứa xăng, dầu có nắp mở bằng kim loại. Không mang vật liệu dễ cháy nổ vào tòa nhà. Không đổ xăng dầu trong bãi đỗ xe. Xếp hàng hóa trong kho ngăn nắp theo từng hạng mục với khoảng cách an toàn. Không xếp hàng che chắn hết các phương tiện phòng cháy chữa cháy được lắp đặt sẵn. Các phương tiện phải tắt máy khi bốc dỡ hàng hóa. Quý khách hãy thận trọng trong mọi hành động, tránh gây báo cháy giả, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của tòa nhà. Được điều khiển bởi hệ thống máy tính trung tâm, tất cả các máy điều hòa được cài đặt chế độ và thông số hợp lý, đảm bảo cân bằng giữa sự thoải mái của khách hàng và khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu nhất. Quý khách vui lòng không chèn vải, bạt, băng dính hoặc bất kỳ các vật dụng nào làm cản trở luồng gió. Trong trường hợp cần thiết hoặc cần làm việc ngoài giờ, xin quý khách vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà để được phục vụ. Hệ thống điện của tòa nhà được cung cấp bởi đường dây trung thế thuộc công ty điện lực Đống Đa. Hệ thống đèn chiếu sáng được lắp đặt âm trần, có khả năng phát sáng cao, không chói, tiết kiệm năng lượng và chống phản xạ parabol. Tòa nhà được trang bị một máy phát điện công suất 2.000 kVA, có khả năng cung cấp nguồn điện dự phòng trong trường hợp mất điện lưới quốc gia. Khi tòa nhà mất điện hoàn toàn, hệ thống đèn chiếu sáng khẩn cấp có thể chiếu sáng liên tục trong vòng 2 giờ. Hệ thống loa công cộng được đặt ở các khu vực chung nhằm thông báo tới toàn bộ khách hàng trong tòa nhà khi có trường hợp khẩn cấp hoặc trấn an khách hàng khi tòa nhà có sự cố. Hệ thống điện thoại và Internet được lắp đặt xuyên suốt ở bên trong tòa nhà. Nếu quý khách có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với ban quản lý tòa nhà để được phục vụ. Tại khu vực restroom của tòa nhà, xin quý khách vui lòng tuân thủ những quy định sau. Giữ gìn vệ sinh chung, vặn và khóa nước sau khi sử dụng, xả nước sau khi đi vệ sinh, xả rác đúng nơi quy định và được phân định rõ ràng đối với rác hữu cơ và vô cơ. Tắt đèn điện khi không có người. Quý khách vui lòng đổ rác thải hàng ngày. Rác nhẹ như giấy vụn, bã chè, vỏ hoa quả, hộp cơm phải được đựng trong túi trước khi tập kết rác tại nơi quy định của tòa nhà. Đối với rác to như thùng giấy, hộp xốp, gỗ, đồ dễ vỡ và chất lỏng như bóng đèn, chai lọ, nước, xăng, dầu phải mang xuống đổ tại vị trí tập kết rác theo quy định của tòa nhà Hapro. Tuyệt đối không vứt tàn thuốc lá, chất gây cháy vào nơi chứa rác. Tuân thủ theo quy định và hướng dẫn về việc thu gom rác thải của tòa nhà. Quý khách vui lòng thực hiện các quy định sau để đảm bảo việc duy trì mỹ quan của tòa nhà. Không khạc nhổ bừa bãi. Không treo đồ đạc lên kính, tường. Không tổ chức tiệc mặn khi chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của Văn phòng Tổng Công ty Thương mại Hà Nội. Các tình huống khẩn cấp thường gặp. Hỏa hoạn. Trong trường hợp đám cháy nhỏ và có thể kiểm soát được, quý khách hãy thực hiện những hành động sau đây. Khởi động chuông báo cháy bằng cách đến hộp cứu hỏa gần nhất, đập vỡ hộp kính và ấn chuông báo cháy. Thông báo cho ban quản lý ngay khi phát hiện sự cố. Chủ động chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy tại chỗ được tòa nhà cung cấp đầy đủ như bình cứu hỏa, vòi phun nước. Trong trường hợp cháy lớn, có khói tụ nhiều, hãy di chuyển thấp người, dùng khăn ướt trùm qua đầu để tránh ngạt khói. Nhanh chóng di tản theo lối chỉ dẫn của đèn exit, thoát hiểm theo ba lối cầu thang bộ ở bên trong và ngoài tòa nhà. Sau đó, hãy tập kết tại khu vực phía sau tòa nhà, phố Bích Câu. Mưa bão. Khi được thông báo về khả năng mưa bão,
quý khách vui lòng cố định các đồ vật dễ rơi vỡ. Đóng kỹ mọi cửa sổ, cửa ra vào. Tràn nước. Khi phát hiện nước tràn trên sàn hoặc rò rỉ nước, xin vui lòng thông báo cho ban quản lý để nhân viên kỹ thuật và làm sạch kịp thời có mặt giải quyết sự cố, tránh tình trạng để lâu sẽ ảnh hưởng đến các trang thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng của tòa nhà. Ngập nước. Khi mức nước xung quanh tòa nhà dâng cao, có khả năng ngập lụt. Ban quản lý tòa nhà sẽ thực hiện di chuyển tài sản, kho hàng, ô tô, xe máy dưới tầng hầm lên mặt đường. Bộ phận kỹ thuật và an ninh sẽ lập tức đóng đập chắn nước và sử dụng bao cát để cô lập nhằm giảm thiểu lưu lượng nước tràn vào tầng hầm. Ban quản lý tòa nhà HAPRO bao gồm các bộ phận quản lý khách thuê, kỹ thuật, kế toán, hành chính, an ninh, làm sạch. Ban quản lý luôn mong nhận được mọi ý kiến góp ý từ quý khách hàng để không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Trên đây là thông tin cơ bản về tòa nhà. Chúng tôi luôn sẵn sàng chia sẻ với phục vụ quý khách hàng. Mọi thông tin, ý kiến xin vui lòng liên hệ với văn phòng ban quản lý tòa nhà theo số điện thoại như sau: 04-3732-7305 hoặc 3826-7984, số máy lẻ 2001 hoặc email banquanlytoanha@hapro.vn để được giải đáp. Xin trân trọng cảm ơn.